Xin chào quý vị các bạn, đặc biệt là cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ Trường Tin ở quê hương cũng như xa quê, đoàn Dân Chúa trong hạt Kiên Dương Giáo Phận Thái Bình. Hôm nay ngày dâng hoa kính đức mẹ tại giáo họ Quân Hành thuộc giáo xứ Trường Tin Giáo Phận Thái Bình. Giờ này trong cộng đoàn chuẩn bị dâng một kính hoa, chúng tôi ghi lại những hình ảnh quả ngày dân kính hoa cũng như thánh lễ hôm nay, xin được kính chuyển đến quý đức bậc, quý vị và cộng đoàn Dân Chúa gần xa. Hôm là ngày 26 tháng 5, vâng, ngày thứ năm. Đây là khuôn viên thánh đường của giáo họ Quân Hành, cộng đoàn đang đến. Mặc dù trước đó có một trận mưa nhưng mà bây giờ đã tạnh. Bây giờ là 6:40. Giáo họ bắt đầu cuộc dâng hoa. Đây là chi dâng hoa của giáo họ Luật Lội. Vâng, giáo họ Luật Lội và dâng hoa đầu tiên. Đây là các em giáo họ Quân Hành. Trời của những trái tim thơ, con nay hân hoan
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Thank you.
trong nỗi